Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV 5 chỗ ngồi. Đấy, trên màn ảnh mà quý vị và các bạn đang xem thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe đó chính là chiếc xe Honda CR-V. Đây là cái phiên bản CR-V 2.4 lít. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Honda CR-V thì nó đã có hai phiên bản, một là phiên bản 2.0 và là phiên bản 2.4. Thì chiếc xe mà tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn đây là cái phiên bản 2.4, tức là động cơ 2.4 lít ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Và chiếc xe đã lăn bánh được 5 vạn km rồi, 2016 quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây là chiếc xe sản xuất 2016. Bản đây là bản TG, bản TG tức là bản đủ hết rồi quý vị và các bạn ạ. Từ khóa thông minh, đề nổ start stop, điều hòa tự động hai vùng độc lập, đèn pha bi xenon, đèn led, cửa nóc. Đây là cái bản này là bản TG, là bản đủ hết rồi quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem qua về cái phần ngoại thất của chiếc xe này. Chiếc xe này đăng ký là màu đỏ quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về. Chúng tôi mua về cho nên là chưa có kịp dọn dẹp, chưa có làm gì cả. Tôi còn cũng chưa rửa và đem ra đây để tôi quay giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn đây ạ. Tuy bên ngoài là nó có một đôi phần xước sát, những cái phần xước sát này thì không tránh khỏi được quý vị và các bạn ạ. Vì là những chiếc xe mà đăng ký Hà Nội, chạy ở Hà Nội, đường xá thì chật chội, người thì đông đúc, cho nên là xước sát như thế này thì không tránh khỏi đâu ạ. Nhưng mà nó cũng ở cái mức độ cho phép ạ, chỉ có ở hai cái góc ba đờ sốc đằng trước này thôi là xước sát thôi. Chứ còn về cái phần hông này, sườn này, đằng sau này, cánh cửa này, các thứ này thì không có xước sát gì cả. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cũng mua về còn chưa rửa, chưa có đánh bóng dọn dẹp gì cả, cho nên là nhìn nó không được bóng bẩy lắm, nhưng không sao quý vị và các bạn ạ. Nó chất, nó thật của cái xe là chính. Và chiếc xe này thì tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là không bị tai nạn, không bị ngập nước. Đấy, không bị tai nạn, keo chỉ còn nguyên bản luôn đấy quý vị và các bạn ạ. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố đây quý vị và các bạn ạ. Riêng về cái phần máy móc của những chiếc xe Nhật Bản thì là cũng tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đây, 8,4 lít cho 100 km kết hợp và 11,8 lít cho 100 km chạy đường phố và 6,5 ngoài đô thị thôi ạ. Đấy, nếu như chạy đường trường, đường ngoài đô thị chỉ với 6,5 lít cho 100 km thôi ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu ạ. Và đây là cái động cơ 2.4 quý vị các bạn nhé. 2.4 đi thì rất là khỏe rồi. Và gương cũng là gương gập điện, gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương đây quý vị bạn ạ. Hôm nay trời nắng này, tôi bật lên, nếu quay xa là không nhìn rõ những cái đèn này, xi nhan này đâu, chứ nó có đèn xi nhan. Và có cả cửa nóc rồi quý vị và các bạn nhé. Đấy, phiên bản này đã có cửa nóc rồi. Và đấy, chiếc xe thì quý vị các bạn cũng đã biết, chưa có rửa ráy, chưa có dọn dẹp gì mà nó đã sạch đẹp như thế này rồi đấy ạ. Hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua về chiếc xe Honda CR-V 2.4 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CR-V này ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn xem nhé, về cái phần đâm đụng hay va chạm gì hay là chất lượng của nó đây ạ. Tôi sẽ quay sát lại cho quý vị bạn xem những cái dàn đèn này. Đây là cái đèn hậu này, rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị xước sát hay là xước sát hay là nứt mẻ gì đâu nhá. Đấy, những cái vết này từ những cái đường chỉ này. Đấy, từ đường tiếp giáp giữa hông và ba đờ sốc sau này cũng rất là khít, kín khít nha. Đấy quý vị bạn xem này, sát lại để quý vị các bạn thấy được là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Nước sơn này, phần nền với nước sơn còn rất là căng, rất là bóng, rất là đẹp đấy. Còn cái việc sơn lại thì là cái chuyện hết sức bình thường quý vị các bạn nhé. Nếu như những chiếc xe cũ chạy vài năm mà chưa sơn, mà nhất là ở Hà Nội này thì lại thấy lạ chứ không phải là bình thường nữa. Thì là cái đường Hà Nội này chỉ cần để ở trong chỗ nhà gửi xe nó đông như vậy nó cũng xước, chứ chưa nói là đi lại. Đây là cái cụm đèn này, cụm đèn hậu này, rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Từ chữ này, chrome này cho đến logo này,
chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đã rất sáng như thế này rồi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Đây là nhìn về cái phần đằng sau này. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái phần keo chỉ bên trong thì quý vị và các bạn mới thấy được nó có đâm đụng hay không ạ. Và đây là xe cũng đã được trang bị camera nguyên bản nhé, camera lùi nguyên bản này. Đấy, tay nắm cửa này, bậc cửa này, đầy đủ hết cả rồi. La răng đúc đấy, la răng này thì rất là khỏe đấy quý vị các bạn nhìn này. La răng đúc thì rất là khỏe này. Và đây cái dàn lốp quý vị và các bạn ạ. Dàn lốp nguyên bản theo xe nhá. Cả 4 lốp này cũng còn nguyên, 5 lốp còn nguyên nhá, và còn rất là dày. Mới chạy có 5 vạn km thôi, từ 2016 đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, và cái cặp la răng này thì bộ la răng này thì rất là khỏe. Đấy, đây là cái phần lốp nhá. Lốp tôi cho quý vị và bạn xem là cả một cái dàn lốp này còn nguyên bản hết đây này. Đấy, đết lốp 2016 luôn này. Xe được sản xuất năm 2016 và đết lốp cũng là 2016 luôn ạ. Bên này không nhìn thấy đết lốp đâu, nhưng mà còn nguyên bản đấy quý vị và các bạn ạ. Cả cái dàn lốp này còn nguyên bản đấy. Đây, đết 2016 đấy. Cả dàn lốp là 2016 luôn. Cho quý vị các bạn xem nào, cái lốp xưa cua nhá. Đây, lốp xưa cua đây quý vị và các bạn ạ. Lốp xưa cua thì còn rất là dày, tuy nhiên là cũng đã hạ rồi đấy. Cũng đã hạ rồi, nhưng mà còn rất là dày. Đấy là cái phần lốp. Sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần ba đời sốc trước. Ba đời sốc trước thì quý vị và các bạn nhìn đây ạ. Cái phần này in hit này, từ những cái đường chỉ, quý vị các bạn xem qua bên ngoài thì quý vị các bạn xem những cái phần khe hở nhá. Những cái khe hở này nếu như nó hở to hơn, bên nọ bên kia mà nó hở to hơn, nó sọc sạch, nó không bình thường, thì là người ta đã tháo ra rồi mà có thể còn bị đâm đụng hay là va chạm. Còn nếu như nó còn kín khít thì chắc chắn là nó sẽ không bị đâm đụng hay là không bị va chạm đâu. Sau đó là chúng ta mới kiểm tra chi tiết ở bên trong. Còn đây là cái phần đèn pha quý vị các bạn nhé. Đèn pha này thì Honda cũng đã trang bị cho chiếc CR-V 2.4 2016 này là một cái cụm đèn pha bi xenon. Và xung quanh này đã có đèn LED rồi này quý vị các bạn này. Xung quanh đây là đèn LED nhé. Nếu nổ máy lên là cái đèn LED nó rất là sáng, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là cái cụm đèn pha và cũng còn rất là mới, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị nứt vỡ gì cả. Đấy, và bên dưới là đã được trang bị một cái cặp đèn gầm rất là đẹp. Đèn gầm hay còn gọi là đèn sương mù đấy ạ. Đấy, phải nói là rất là đẹp luôn đấy ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn tiến vào phần nội thất nhé. Đầu tiên là chúng ta xem về cái cánh cửa này. Cũng đã có khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đấy ạ. Đấy, đây là bấm tay để mở cửa. Những chiếc xe khóa thông minh thì mới có cái này. Đầu tiên thì tôi vẫn giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn về cái phần keo chỉ đã nào. Đây là cái phần keo chỉ này, còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết không mất một phân keo chỉ nào cả, còn nguyên hết ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Đấy, đây là cái phần này. Táp bi cửa trước bên lái. Ốc bản lề đây ạ. Cũng còn nguyên hết đây quý vị và các bạn nhé. Cam kết là không có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả. Đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu, gương kính. Đây là gương gập điện này quý vị và các bạn ạ. Đấy, có nút gương gập điện rồi. Và cái táp bi này còn rất là mới, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp hay là chưa có rửa ráy gì cả. Rất là đẹp đây. 5 vạn hay không quý vị và các bạn xem cả cái vô lăng nhé. Vô lăng cũng còn nguyên bản và còn rất là mới đây này. Đấy, vô lăng nguyên bản và còn rất là mới. Tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng, cả cruise control có hết rồi. Nội thất đã được trang bị là nội thất da cao cấp màu đen, có ghế chỉnh điện luôn quý vị và các bạn ạ. Phiên bản 2.4 TG này thì đã có ghế chỉnh điện đầy đủ hết cả rồi. Và đây là cái tem của nhà sản xuất lên quý vị và các bạn nhé. Phiên bản 2.4 lít này, sản xuất tại công ty Honda Việt Nam này. Đấy, và năm sản xuất là 2016 đây quý vị và bạn nhé. Quý vị và các bạn nếu như xem ở trên mạng thì quý vị các bạn xem họ đăng tin ấy, thì xem là cái date sản xuất ấy, năm sản xuất của cái xe cũng như là cái gọi là đăng kiểm ấy, có đúng là 2016 không? Chứ nhiều người là sản xuất 2015 nhưng đăng ký năm 2016 vẫn đăng tin là xe 2016 ạ. Đấy là rất là hay nhầm ở cái chỗ đấy nhá. Rất là hay nhầm đời mới mô đen đấy ạ. Tôi là tôi nói đọc rõ sản xuất năm bao nhiêu và đăng ký năm bao nhiêu cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ạ. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái luôn ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên đấy ạ. Chúng tôi cam kết là keo chỉ là còn nguyên hết đấy ạ.
không mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, rất là mới, rất là đẹp ạ. Và ở những cái dòng xe 5 chỗ, nhất là cái dòng SUV như chiếc Honda CR-V này, thì đã được trang bị cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Vì là hàng ghế ngồi phía sau rất là rộng, nếu như không được trang bị cái cửa gió điều hòa này thì là ngồi đằng sau là rất là nóng ạ. Ngồi lên xe không nóng được, không mát được ngay đâu ạ. Đấy, nhất là mùa hè này. Và đây là cái cửa nóc nhá, xe cũng đã được trang bị cửa nóc và trần màu kem. Phải nói là chủ xe đi cũng rất là giữ gìn sạch sẽ, cho nên là cái trần nó mới đẹp như này. Chứ cái màu trần này là nó bẩn lắm đấy, nhất là nhà có trẻ con hay bám tay lên là nó bẩn không dọn được đâu ạ. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả thì nhìn nó hơi bụi một chút thôi. Bụi thôi chứ không quan trọng gì cả. Chiếc xe này cái chất lượng là chính. Quý vị các bạn xem đây nhé, tôi bật cái điện lên cho quý vị các bạn xem về cái đồng hồ. Đấy, chiếc xe đã lăn bánh được 5 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ cả màn hình giải trí đa phương tiện trung tâm đây, tích hợp camera lùi, nghe nhạc USB, xem video âm thanh các thứ đều là có hết USB ở đây nhé, kết nối điện thoại, đấy, Bluetooth, khóa thông minh, đèn nổ start stop. Thiết kế của chiếc Honda CR-V này thì rất là đẹp, điều hòa tự động hai vùng độc lập rồi. Vô lăng thì rất là đẹp đây, quý vị các bạn thấy đây, chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn xem cả về cái phần vô lăng này để đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe nhé. Cái vô lăng nó còn nguyên bản hay không và nó còn mới hay không thì quý vị các bạn thấy đây này, tôi quay thật sát cho quý vị các bạn xem. Và chiếc xe này là chúng tôi còn chưa có dọn dẹp nhé, nếu như bây giờ chúng tôi đánh cái vô lăng này lên, dọn dẹp cái nội thất này lên thì nó đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ. Đây cả cần số đây quý vị và các bạn ạ, những cái cần số này thì còn nguyên bản hết ạ, chưa có thay hay là chưa có bọc lại cái da hay làm cái gì cả đâu. Nội thất thì phải nói là rất là mới đấy. Hiếm có xe cùng đời mà đẹp bằng quý vị và các bạn ạ. Quý vị các bạn xem này, thiết kế của Honda này kết hợp với vân gỗ ở trên cái tablo này nhìn rất là sang. Sau đây thì tôi lại tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn xem ở những cái phần phía sau nhé. Đây là cái phần cốp sau này, cửa cốp sau này, tôi cũng sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn xem được nó có bị đâm đụng hay không này. Đây là cái phần ốc cốp sau này, còn nguyên bản hết đây quý vị và các bạn ạ. Ốc cốp sau nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản luôn này. Đấy, đây là phần keo chỉ, ốc cốp sau đều nguyên bản hết. Đấy, nguyên bản hết ạ, và còn rất là đẹp đây ạ, quý vị các bạn nhìn thấy. Đấy, chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau đâu. Quý vị các bạn nếu như bên ngoài mà có vết thì chúng ta sẽ xem kỹ hơn về bên trong. Nhưng bên ngoài mà nó không có vết thì chắc chắn là cũng không cần thiết phải xem kỹ về cái phần bên trong lắm đâu. Đấy, và nội thất thì da rất là xịn, rất là mới đây ạ. Đấy, chỉ có bụi bẩn một chút thôi. Nếu như bây giờ đánh dọn sạch sẽ đẹp đẽ đi thì nó mới lắm đấy ạ. Tôi cũng khẳng định luôn là về cùng đời thì cũng ít xe mà đẹp bằng như chiếc xe này đấy ạ. Chủ xe đi khá giữ gìn đấy. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị và các bạn nhé. Táp bi cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ này, còn nguyên hết ạ. Ốc bản lề này, ốc bản lề còn nguyên luôn. Đấy, khá là mới, khá là đẹp luôn đấy ạ. Và đây là cái táp bi cửa trước bên phụ đây quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ này, tôi vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem này, keo chỉ này nó còn nguyên hết đây này. Đấy, tôi quay thật sát vào đây nhá, để quý vị và các bạn ở xa nếu như chưa có thời gian để xem video, chưa có thời gian đến cửa hàng chúng tôi xem xe trực tiếp thì xem qua video này thì cũng tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nhá. Đấy, nội thất da này, cái dòng Honda này thì da nguyên bản của nó da rất là xịn, sờ vào nhìn nó khác ngay và nó rất là dày. Đấy, chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị bạn xem cả những cái má ghế này nhá là biết được là chạy nhiều hay chạy ít. Vô lăng cần số mới như thế này. Đấy, má ghế còn căng, còn chưa có xẹp và lại chưa có nhàu thì là quý vị và bạn biết được nó chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Tôi không phải giới thiệu nhiều. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu về cái phần động cơ cho quý vị và các bạn này cùng xem nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở đời 2016 thì Honda cũng đã trang bị cho cái dòng CR-V này hai dòng khác nhau,
hai loại khác nhau, đó là cái động cơ 2.0 và là động cơ 2.4. Cái động cơ của chiếc xe này là phiên bản 2.4, cho nên là xe cũng đã được trang bị khối động cơ xăng 2.4 lít DOHC iVTEC. Đây là cái động cơ của chiếc xe Honda CR-V 2016 này đấy ạ. Đấy, rất là khỏe mạnh, rất là uy lực, rất là chắc chắn. Đấy là ở cái phần động cơ của chiếc xe Honda CR-V này. Và cái điều mà quan trọng nhất tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn, đó chính là cái phần keo chỉ ốc ác xem có bị tai nạn hay không. Thì đây, đây là cái phần ốc của chiếc xe đây quý vị và các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên bản này, tôi sẽ để nguyên chiếc xe này rồi. Chiếc xe này tôi chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì, và tôi cũng sẽ để nguyên vì nó cũng còn khá đẹp đấy ạ. Đấy, đây là keo chỉ này, còn nguyên này. Keo chỉ còn nguyên hết nhé. Ốc còn nguyên nhé. Đây là những phần ốc cabo là còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, nếu như tháo rồi là nó sẽ có vết, không bao giờ làm lại hết được cái vết này đâu. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Keo chỉ của cabo này. Và cơ bản là cái động cơ này thì quý vị và các bạn biết rồi đấy ạ. Rất là đẹp, rất là sạch sẽ, không cần phải dọn dẹp gì nữa. Nếu như nó bẩn quá rồi, chạy nhiều quá rồi thì chúng tôi mới dọn dẹp sạch sẽ lên. Còn như thế này thì chúng tôi cảm thấy là rất ổn rồi, không cần phải dọn dẹp gì nữa. Đấy, và xương đầu xe đây quý vị và các bạn nhé. Nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì thì chúng ta xem là nó sẽ có vết. Đấy, làm cũng không hết vết được đâu, nhất là cái cabo này. Cabo này thì xem thì quá dễ rồi, đâm đụng hay va chạm hay không là nhìn biết ngay. Đấy, từ những cái tem các thứ này còn nguyên hết đây quý vị và các bạn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V 2.4 2016 phiên bản TG này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua xem trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe Honda này tại cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.